Giá lúa gạo hôm nay 19 tháng 7 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, điều chỉnh giảm 50 đồng trên kg với gạo nguyên liệu, và tăng 50 đồng trên kg với gạo thành phẩm. Thị trường gạo tại các địa phương nhìn chung giao dịch chậm, gạo nguyên liệu xô về ít do mưa, ít gạo đẹp, gạo xấu nhiều. Cụ thể tại Sa Đéc Đồng Tháp, nguồn về ổn định, giá gạo ít biến động. Tại An Cư Cái Bè, Tiền Giang, giá ổn định, ít gạo đẹp. Tại Lấp Vò Đồng Tháp, giao dịch ổn định, chất lượng gạo xấu, gạo xô nguyên liệu về ít. Theo cập nhật từ tỉnh An Giang, giá gạo điều chỉnh so với ngày hôm qua. Cụ thể, gạo nguyên liệu IG504 hè thu ở mức 10.650 âm 10.750 đồng trên kg, giảm 50 đồng trên kg. Gạo thành phẩm IG504 ở mức 12.500 đến 12.600 đồng trên kg, tăng 50 đồng trên kg. Mặt hàng phụ phẩm hôm nay ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện, giá tấm giờ 504 ở mức 8.700. 8.900 đồng trên kg, trong khi đó, giá cám khô ổn định ở mức 7 7 200 đồng trên kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo không có điều chỉnh. Hiện gạo nàng nhen có giá niêm yết cao nhất 30.000 đồng trên kg, gạo Jasmine 18 000 000 đồng trên kg, gạo nàng hoa 20.000 đồng trên kg, gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15 000 000 đồng trên kg, thơm Thái hạt dài 20.000-21.000 đồng trên kg, gạo hương lầy 20.000 đồng trên kg gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 17.000 đồng trên kg, gạo sóc thường 18.500 đồng trên kg, gạo sóc thái giá 20.000 đồng trên kg, gạo nhật giá 22.000 đồng trên kg. Với mặt hàng lúa, ghi nhận tại các địa phương giao dịch lúa mới chậm do mưa, nhiều nơi ngưng mua, nông dân trào giá vững, sức mua yếu. Cụ thể, giá lúa hôm nay duy trì ổn định. Y giờ yz 404 giá giao động quanh mốc 6.900, 7.000 đồng trên kg, lúa đài thơm 8 ở giá 7.100, 7.300 đồng trên kg, lúa om 5.451 giá ổn định 6.900, 7.200 đồng trên kg, lúa om 18 có giá 7.000, 7.200 đồng trên kg, lúa om 380 giao động từ 7.000, 7.200 đồng trên kg, lúa nhật ở mốc ở mốc 7.800. 8.000 đồng trên kg, nàng hoa chín giá 7.600, 7.700 đồng trên kg và lúa nàng nhen, khô ở mức 20.000 đồng trên kg. Cũng theo đó, thị trường nếp hôm nay tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Nếp đùm 3 tháng khô giữ nguyên giá từ 8.800, 9.000 đồng trên kg. Ngoài ra, 9.000, 9.200 đồng trên kg là giá bán được áp dụng với nếp long an, khô. Mặt khác, nếp 3 tháng tươi ổn định so với ngày hôm qua ở mức 7.300. 7.500 đồng trên kg và nếp long an tươi, tăng 50 đồng trên kg so với ngày hôm nay. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ổn định so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ổn định ở mức 460 USD trên tấn, gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 562 USD trên tấn, gạo 25% tấm ở mức 538 USD trên tấn. Thị trường phân bón hôm nay 19 tháng 7 trầm lặng. Trong đó, Phân Ure vẫn duy trì mức giá đi ngang, giao động khoảng 560.000, 590.000 đồng trên bao. Ghi nhận hôm nay, 19 tháng 7 cho thấy, giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên không ghi nhận điều chỉnh mới. Theo đó, phân NPK 20, 20 15 T Bình Điền vẫn có giá bán cao nhất, khoảng 1 triệu 50.000, 1 triệu 90.000 đồng trên bao. Tương tự, phân lân Lầm Thảo có mức giá thấp nhất, giao động từ 270.000 đồng trên bao đến 290.000 đồng trên bao. Cũng theo khảo sát, thị trường phân bón đi ngang tại khu vực miền Bắc. Hiện, phân Ure Hà Bắc và Phú Mỹ có cùng giá bán, đều nằm trong khoảng 570.000-590.000 đồng trên bao. Bên cạnh đó, phân NPK 16, 16 8 Việt Nhật, Phú Mỹ có giá niêm yết lần lượt là 800.000-830.000 đồng trên bao và 810.000-830.000 đồng trên bao.